Xin chào quý vị và sau đây là bản tin trong ngày Mở đầu cho bản tin ngày 1 tháng 10 năm 2024 Khi tháng 10 bắt đầu, nhiều tỉnh ở Canada đang chuẩn bị cho thời tiết lạnh giá Một trong số khu vực thậm chí còn gặp phải mưa tuyết Các tỉnh Alberta và Saskatchewan đã trải qua thời tiết lạnh sớm vào sáng thứ ba. Ở miền đông Canada, nhiều khu vực của các tỉnh Quebec và New Brunswick sẽ gặp phải lớp sương giá vào tối thứ ba. Ngoài ra, khu vực phía dưới ngũ đại hồ, bao gồm thành phố London ở tỉnh Ontario, đối mặt với tình trạng sương mù dày đặc vào sáng thứ ba có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn. Trong khi đó, cư dân ở phía nam tỉnh Alberta đối mặt với gió mạnh với tốc độ lên tới 100 km trên một giờ vào chiều thứ ba. Một số khu vực phía bắc ở British Columbia cảnh báo về tình trạng mưa tuyết với lượng tích tụ lên tới 10 cm. Xung quanh vịnh Hudson cũng đã được cảnh báo về thời tiết xấu khi hệ thống thời tiết di chuyển qua các tỉnh Ontario và Quebec mang theo mưa lớn và sóng chớp trong ngày. Lương tốt hiểu tại 4 tỉnh Canada gồm Ontario, Saskatchewan, Manitoba và đảo Hoàng tử Edward sẽ tăng lên từ hôm nay. Tại tỉnh Ontario, lương tối thiểu tăng thêm 65 xu lên 17,20 đô la trên một giờ làm việc. Sự tăng này được liên kết với lạm phát. Lương tối thiểu tại tỉnh Saskatchewan sẽ tăng thêm 1 đô la lên 15 đô la trên một giờ làm việc. Tuy vậy, đó vẫn là mức lương thấp nhất ở Canada cùng với tỉnh Alberta. Mức lương tối thiểu tại tỉnh Manitoba sẽ tăng thêm 50 xu lên 15,80 đô la trên một giờ làm việc. Sự tăng này được liên kết với lạm phát. Tại đảo Hoàng tử Edward đã tăng thêm 60 xu lên 16 đô la trên một giờ làm việc. Trong khi đó, tỉnh British Columbia có mức lương tối thiểu cao nhất trong các tỉnh ở Canada với 17,40 đô la trên một giờ làm việc. Vùng lãnh thổ Nunavut có mức lương tối thiểu cao nhất toàn quốc với 19 đô la trên một giờ làm việc. Lương tối thiểu liên bang là 17,30 đô la trên một giờ làm việc. Canada sẽ áp dụng thuế trượt giá 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu thép và nhôm từ Trung Quốc sau khi công bố danh sách các sản phẩm bị ảnh hưởng vào thứ ba. Thuế trượt giá trên các sản phẩm này sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 10. Ý định của việc này được công bố lần đầu tiên vào tháng 8 và sau một tháng tham vấn với các bên có liên quan, điều này theo sau Hoa Kỳ nước đang áp dụng thuế trượt giá 25% đối với một số mặt hàng thép và nhôm đến từ Trung Quốc từ ngày 15 tháng 10. Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland cho hay, chúng tôi đang đồng hành cùng với các đối tác quốc tế chủ chốt để bảo vệ công nhân và doanh nghiệp Canada trong ngành thép và nhôm khỏi chính sách của Trung Quốc điều làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Canada trên thị trường nội địa và toàn cầu thứ ba, mức thuế 100% đối với tất cả các xe điện được sản xuất từ Trung Quốc cũng có hiệu lực. Các biện pháp này lần đầu tiên được công bố vào cuối tháng 8. Chính phủ liên bang cho biết sẽ xem xét các biện pháp mới sau một năm thực hiện. Hiệp hội Bất động sản Calgary cho biết số lượng nhà được bán ra trong tháng 9 giảm mạnh 17,6% so với mức kỷ lục năm trước xuống còn 2.003 đơn vị nhà được bán ra, tuy nhiên vẫn cao hơn 16% trung bình dài hạn của tháng này. Giá tham chiếu cho tất cả các loại nhà là 596.900 đô la Canada vào tháng 9, thấp hơn một ít so với tháng trước và tăng 5,5% so với tháng 9 cùng kỳ năm 2023. Có 3.687 nhà mới được liệt kê trên thị trường trong tháng 9, mức cao nhất kể từ năm 2008 và tăng lên 15,5% so với năm trước. Anne Mary khi trưởng kinh tế tại Hiệp hội Bất động sản Canary, cho biết sự tăng trưởng của danh sách mới được chủ yếu thúc đẩy bởi các căn hộ ở phân khúc giá cao. Tuy nhiên, sự hạn chế về lựa chọn đối với các căn hộ giá thấp đã làm giảm doanh số bán nhà. Hiệp hội Bất động sản Canary cho biết sự gia tăng của số lượng nhà và doanh số bán giảm đang chuyển đổi thị trường Canary về điều kiện cân bằng hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn nghiêng về phía người bán. Thủ hiến tỉnh Quebec, ông François Legault đã nói với báo chí rằng chính phủ của ông đã yêu cầu chính phủ Canada thành lập vùng đợi chờ cho những người sinh tị nạn, theo cách mà chính phủ Pháp đang thực hiện. Trong cuộc họp báo tại Paris, Pháp, ngày hôm nay, thủ hiến Quebec François Legault đã nói với các phóng viên rằng Canada nên lấy cảm hứng từ nước này về việc di dân tỉnh Quebec là nơi có 45% số người xin tị nạn tại Canada và muốn chính phủ liên bang phân phối người xin tị nạn trên toàn quốc một cách công bằng hơn. Cựu Bộ trưởng Di trú tỉnh Quebec Christine Frechet đã gửi thư cho chính phủ liên bang vào tháng 7, đề nghị thành lập một địa điểm chuyển đổi an toàn để giữ lại những người xin tị nạn trước khi họ chuyển đến các địa điểm khác tại Canada. Tuy nhiên, Bộ trưởng Di trú liên bang, ông Mark Miller đã bác bỏ đề xuất này và chỉ trích thủ hiến lần đã sử dụng vấn đề di dân cho mục đích chính trị. Ông Miller cũng nói rằng ý tưởng về vùng đợi chờ là hoàn toàn khác biệt với bất kỳ kế hoạch nào đang được thực hiện tại Canada. Trong khi đó, tại Pháp, những người xin tị nạn đến nước này có thể được đặt vào các vùng đợi chờ trong thời gian tối đa là 26 ngày. Tỉnh Quebec đã trao hơn 54 triệu đô la Canada cho AlloQut trong 3 năm để phát triển một nền tảng mới giúp học sinh tiểu học và trung học cải thiện kỹ năng ngôn ngữ tiếng Pháp. Bộ trưởng Giáo dục tỉnh Quebec, Bettina Drainvin đã công bố thông tin này tại thư viện của một trường tiểu học ở Longueuil trên bờ phía Nam Montreal, Canada. Ông Dren Vinh cho hay đây là một khoản đầu tư rất quan trọng, nhưng nếu chúng ta muốn cải thiện kết quả của học sinh trong tiếng Pháp, chúng ta cần phải có những khoản đầu tư như vậy. Nền tảng này, được gọi là C đã sẵn sàng trên web và được thiết kế để hỗ trợ công việc của giáo viên trong lớp học. Nội dung sẽ được cập nhật thường xuyên cho đến năm 2027. Học sinh sẽ tìm thấy các bài tập, video và trò chơi giáo dục trên nền tảng này. Từ năm học 2025-2026, Allobook đã cam kết sẽ cung cấp các khóa học cá nhân hóa phù hợp với khó khăn của từng học sinh trong tiếng Pháp nhờ sự giúp đỡ của trợ lý ảo. Chúng tôi đang sử dụng công nghệ để phục vụ giáo dục, ông Renvin cho hay. Trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng một cách tốt nhất, nhưng việc này sẽ được quy định trong một khung làm việc được quản lý nghiêm ngặt. Các công cụ giáo dục mới mà chúng tôi sắp tạo ra thông qua C sẽ là nội dung Quebec. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nền văn hóa Quebec là trái tim của nội dung này, ông nhấn mạnh. Alokop tuyên bố đã hỗ trợ hơn 550.000 học sinh và thực hiện trung bình 60 triệu cuộc can thiệp hàng năm. Với nền tảng mới này, tổ chức dự định sẽ tiến hành thêm 22 triệu buổi hướng dẫn tiếng Pháp riêng biệt trong 3 năm tới, theo người đồng sáng lập và giám đốc điều hành Sanrin Forst. RSV, virus hợp bào hô hấp, là một bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ và người lớn. Nhưng đối với trẻ sơ sinh và người cao tuổi, nó có thể gây ra các nhiễm trùng nghiêm trọng ở hệ hô hấp dưới. Cho đến nay, không có thuốc chống virus nào để điều trị RSV, nên việc phòng ngừa rất là quan trọng. Kể từ mùa thu và mùa đông năm nay, các tỉnh Ontario, Quebec và Nunavut sẽ cung cấp thuốc kháng thể đơn dòng mới, Nirsevimab cho tất cả các em bé đang trải qua mùa đầu tiên của bệnh RSV. Tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada đã được khuyến nghị áp dụng chương trình chủng ngừa RSV cho tất cả các em bé, nhưng tỉnh Ontario, Quebec và Nunavut là những nơi đầu tiên thực hiện việc này cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay và xin gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo